ta dành cho cha mẹ những bậc sinh thành của chúng ta, bất kể chúng ta là những người trẻ, thiếu niên hay là những người đang ở trung niên thì chúng ta cũng còn cha mẹ chúng ta đã là chúng ta quan tâm và chúng ta lo lắng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc phân đoạn kinh thánh này một cách đối đáp. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi để ngươi được sống lâu trên đất, và Chúa Đức Chúa Trời của ngươi ban cho ngươi. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Chúa Đức Chúa Trời của ngươi đã truyền cho ngươi dầu để ngươi được sống lâu và được phước trong đất mà Chúa Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Con ơi, hãy lắng nghe lời khuyên dạy của cha con, chớ lìa bỏ những lời răn bảo của mẹ con. Vì điều cha bảo sẽ là bọn đèn, và lời mẹ dạy sẽ là ánh sáng. Sự mở chấp kiên răng là con đường sự sống. Đức Chúa Trời của ngài là cho cha quý mẹ, họ kẻ dạy của quý mẹ. Kẻ đánh cha đủ đáng là đứa con bất hiếu, ấy là kẻ gây xấu hổ và nhục nhã cho dòng họ và gia đình. Hãy lắng nghe lời cha, người đã sinh con, chớ đừng vì mẹ con, vì mẹ con là nhà hiếu. Hãy làm cho cha mẹ con được vui vẻ, hãy làm cho người mẹ sinh ra con được vui quả vì con. Đứa con hôn ngoan thì thương như đứa tháo được, còn đứa nhật bản với bọn ba mẹ là đứa cha mẹ hồn thuyền. Kẻ nào trộm cắp của cha mẹ mình rồi nói đâu có tội lỗi gì, chính là kẻ đồng bọn với phường phá hoại. Khi con này mới sự hôn ngoan, cha mẹ mừng vô tả, những đứa con phải bạn. Thank you.
worship you. Thank you very much for your love, Lord. I know that if not your love, we cannot be here today. We cannot be your children. We cannot be for sure that we are in you. But because of your love, we are here. We worship you and thank you very much because I know that you are here with us. I ask, Lord, come to touch our heart. I ask the Holy Spirit, come to touch my heart and our beautiful heart today when we worship you. Lord, help us. Help us, Lord, and bless all of us. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì sự yêu thương của Chúa, chúng con được làm con của Ngài. Và Chúa ơi, khi chúng con ra mắt Chúa thờ phượng Ngài buổi chiều hôm nay, lạy Chúa, xin cho lòng của chúng con mở ra với Ngài. Con biết rằng có bao nhiêu những điều có thể ngăn trở chúng con, có những điều vòng xung quanh, có những điều ngay từ trong lòng của chúng con làm cho chúng con bị ngăn trở với Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài đến đụng chạm và thay đổi lòng của chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con đến đây thờ phượng Chúa buổi chiều hôm nay không phải chỉ dự lễ, không phải thói quen, không phải lý do nào khác ngoài vì chúng con muốn chiêm ngưỡng và thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Nguyện Chúa Ngài làm cho mỗi người chúng con cảm nhận được sự thánh khiết của Chúa trong thời gian này. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa Ngài đụng chạm đến mỗi cá nhân của chúng con. Xin cho chúng con cảm thấy rằng Chúa thánh khiết chúng con buổi chiều hôm nay, Chúa ban phước cho chúng con buổi chiều hôm nay vì chúng con thờ phượng Chúa. Chúng con thờ phượng Chúa và chúc tụng danh Ngài. Và cảm ơn Chúa về món quà, cái phước hạnh lớn lao trong cuộc đời Ngài dành cho chúng con là những người mẹ. Điều mà chúng con sẽ nói đến buổi chiều hôm nay, Chúa ơi, xin cho chúng con thấy tình yêu Chúa trong tình yêu mẹ, tình yêu mẹ trong tình yêu Chúa, để chúng con cũng thấy rằng cuộc đời chúng con có phước biết bao nhiêu khi chúng con sống trong tình yêu mà Ngài đắp đổ trên cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa vì thời gian này Ngài sẽ ban phước cho chúng con. Con cầu nguyện cho anh em con, những người đến đây buổi chiều hôm nay, xin cho mọi người để chúng con vứt bỏ phía sau chúng con những ngăn trở, những ràng buộc và cho chúng con hướng đến Chúa và thờ phượng Ngài. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài thương xót từng người trong chúng con, anh chị em chúng con, những người vắng mặt buổi chiều hôm nay, những người đi xa, những người lối đi trong đức tin, những người yếu đuối. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, xin thương xót anh em con và để đụng chạm họ, tham viếng và phụ che họ trong ơn của Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cảm ơn Chúa vì Ngài nghe tiếng cầu nguyện của chúng con và ban phước cho chúng con buổi chiều hôm nay. Chúng con nhận lãnh với lòng biết ơn Chúa. Chúng con hãy lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Và Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Tôi mời quý vị bắt tay và chúc phước về nhà. Tôi xin quý vị chúc phước cho nhau trong nhà của Chúa ngay trước khi chúng ta ngồi xuống. Okay, the reason I call mom here today because today is a Mother's Day, and the one that behind you is the one they take care of you when you were very little one, until now you grow up. Some of you very close the height, so I just call them here and we pray for them. But I don't pray. I just ask one mom pray for all kids, and a kid. Pray for all moms. Tôi sẽ cho các cháu hôm nay là tôi không cầu nguyện hôm nay cho các cháu. Tôi mời một bà mẹ sẽ cầu nguyện cho các cháu và một các cháu sẽ cầu nguyện cho các bà mẹ. Và đây là lời cầu nguyện mà tôi ước ao rằng mọi người chúng ta cùng hiệp lòng với những người này như những lời cầu nguyện. Người mẹ cầu nguyện cho con mình. Tôi nghĩ không phải chỉ người mẹ đứng trên này mà tất cả các người mẹ khác cũng nên có lời cầu nguyện cho con mình. Và kids, if you pray this for mom, and I hope that all kids out there, you pray for mom too.
Ok, bây giờ thì chúng mời Trâm sẽ cầu nguyện như là bà mẹ cầu nguyện cho các cháu. So all you close your eyes and may prepare and go Trâm, we pray. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con những đứa con quý báu này. Cầu xin Chúa giúp chúng con là những người làm mẹ có lòng thương yêu, bảo bọc chúng nó qua những ngày vui hay buồn của chúng nó hay của con. Cầu xin Chúa giúp chúng con là những người mẹ biết cách dạy dỗ và hướng dẫn các con cái mình đi trong đường lối kính sợ Chúa. Xin giúp chúng con biết sống đời sống gương mẫu để hướng dẫn con cái mình. Xin ban cho chúng con biết xây dựng một mái ấm với sự kính trọng và yêu thương trong gia đình để qua đó dạy dỗ các con. Xin giúp con truyền đến chúng nó sự can đảm để sống thành thật với chính mình, có trách nhiệm với bản thân mình và niềm tin vào Thiên Chúa. Cầu xin Chúa giữ gìn các con cái của chúng con được bình an trong cuộc sống với quá nhiều nguy hiểm và bất trắc tại nhà, tại trường hay bất kỳ nơi nào chúng nó đi đến. Xin gìn giữ chúng nó để không rơi vào sự cám dỗ và đời sống tội lỗi. Xin cho các con cái chúng con yêu mến Chúa, yêu mến lời Chúa và yêu mến hội thánh Chúa. Xin Chúa giúp cho các con cái chúng con học hỏi để làm người phục vụ Chúa và người khác. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thank you, and now I ask Jeffrey with the paper in your hands to pray for our moms. Okay. Dear Lord, thank you very much for giving us great, great best things. That is our moms. Thank you for giving her strength, wisdom, love, and patience to take of us. We know that they have done many things, best things for our life since we were in her womb till now. I pray that you bless our moms with love and blessings that they have for us. I pray that you give our moms good health and joy. Please help us to live a life that makes our moms happy. Help us to love them much more. Help us know how to care for them. Thank you very much for listening to our prayer and answering our prayer. In Jesus' name we pray, amen. Here's the prayer. Please help us. This is the prayer. I hope that everybody pray this. Please help us live a life that makes our mom happy. You make your mom happy? Help us to love them much more. And help us know how to care for moms. So it's what we do. So now it's you turn back and hold your mom. Where's your kids? Where's your... You go. Where Kelly? Kelly, bảo mẹ đâu rồi? Come here, come here. Okay, hug your mom and go down there and you do that. Give them a hug and God bless you all. Chúa ban phước cho các con. Mỗi người chúng ta sẽ có vài phút. Một vài người chúng ta có mẹ ở đây, vài người chúng ta không có mẹ ở đây. Một vài người chúng ta may mắn có mẹ còn sống. Vài người chúng ta thiếu may mắn mẹ mình qua đời. Nhưng mà mỗi người chúng ta đều có một người mẹ. Đúng không? Vậy thì bây giờ nếu quý vị có điều gì muốn chia sẻ về mẹ mình như là một cái cách để với lòng biết ơn mẹ mẹ, quý vị có thể nói anybody can share something about your mom, special moment or special things that you think that is the most that will be in your life the rest of your life. You can share now today. Anybody? Yeah, mời chị. Chị có thể đứng đó, chị có thể lên đây. You want to come here? Kính chào Hội Thánh. Hôm nay là ngày lễ Mother Day. Thật sự mà nói, tôi rất là vui vẻ trong lòng. Tôi chia sẻ với Hội Thánh là về má tôi. Tôi có một người má vĩ đại. Tuy rằng tôi thiếu thốn đủ thứ mọi vật, nhưng bà đã ban cho tôi nhiều thứ về tình thương của mẹ, về tình thương của cha, vì tôi không có cha. Cho nên khi tôi lớn khôn lên, tôi thấy mẹ tôi vừa cực khổ vừa như vậy, cho nên tôi trong lòng tôi vẫn tôn kính mẹ tôi và cha luôn. Thành thử ra
khi mà tới ngày lễ tôi nhớ mẹ tôi vô cùng, nhưng dầu cho mẹ tôi đã mất. Cho nên ngày hôm nay tôi chia sẻ với quý vị là tôi luôn luôn lúc nào mẹ tôi vẫn ở trong tim của tôi. Xin hết. Dạ chào Hội Thánh. Vâng, rất là vui. Vâng, giống như là được double portion, là vừa mới mừng lễ tốt nghiệp và vừa có mẹ ở đây đến để dự lễ tốt nghiệp và dự cả lễ Mother's Day ngày hôm nay. Cho nên là vâng, cảm ơn Chúa rất là nhiều và cảm ơn Hội Thánh vì đã cầu nguyện cho mẹ và cho gia đình của Vân, cho chính bản thân của Vân đã giúp đỡ rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Chúa vì giống như Philip nói là cảm ơn Chúa vì những người mà còn có mẹ của mình ở bên cạnh. Còn có mẹ là còn có một cái nguồn phước rất là lớn từ Thiên Chúa. Yeah. Đó là cái điều mà mỗi người, những người đều đang có mẹ đều nhận biết. Dù là mẹ có nhiều điều mà không phải là mẹ, người mẹ thì không phải là hoàn hảo, nhưng mà mẹ thương con thì nhất trên đời. Không ai bằng. Amen không ạ? Dạ, cảm ơn Hội Thánh rất là nhiều. Cảm ơn. Có ai muốn nói không? You want to? Yeah, come here. Quý vị cứ muốn nói thì cứ đi lên, không cần phải đợi tôi. Kính chào Hội Thánh. Johnny muốn nói có người mẹ của mình có một tình yêu, có nghĩa là một tình yêu không có điều kiện. Có nghĩa là dù mình có hư, có bị chuyện gì đi, bị ba đánh, nhưng mà mẹ lúc nào cũng bên, nói ông dơ cao mà tách nhẹ. Thì cái tình yêu đó rất là thiêng liêng và vĩ đại. Mặc dù là mình có sai có lỗi gì đi, mẹ mình lúc nào cũng có thể đến nói chuyện với mẹ mình. Mặc dù là bất cứ mình biết mình có lỗi đi với người khác, nhưng mà mẹ mình lúc nào cũng tha thứ và sẵn sàng tiếp nhận mình. Với lại một điều nữa là bây giờ mẹ của Johnny đã mất rồi, không còn nữa. Nhưng mà những cái điều mà mẹ dạy, những cái điều mà mẹ đối xử với con cái mình và đối với người khác, lúc nào cũng sống với lại Johnny hết. Để dạy sinh những người mà còn sống nên có thương yêu mẹ mình nhiều hơn chút xíu. Nhiều khi mẹ mình cản trở cái này, cản trở cái kia, nhưng mà bây giờ Johnny muốn mẹ có cản trở đi nữa, bây giờ cũng không còn nữa. Bởi vậy xin những người còn mẹ thì rất là được phước. Xin cảm ơn Hội Thánh. Trước nhất con cảm ơn Mom đã theo quý vị biết ở Việt Nam khi mà còn trẻ, tôi là một đứa con lai, thì quý vị biết những đứa con lai rất là khó sống ở Việt Nam. Có người cha mẹ nhiều khi người ta bỏ con để mà sau năm 75 thì vì những cái đứa con lai đó, cái xã hội không chấp nhận nên nhiều người mẹ đã bỏ con, và má tôi đã không làm như vậy và đã ở dậy và đã săn sóc cho tôi và đã cho nuôi nên người. Và có những lúc tôi đi chơi về trễ, giống như 9 giờ mà tôi về trễ thì tôi phải nằm ở trước, má tôi lấy cây rồi đã quýnh tôi và để cho mấy tôi được vô nhà. Thì những cái điều đó đã nhắc tôi là phải kỳ sao phải về cho đúng. Và những cái điều đó đã làm trong lòng tôi chưa có cơ hội để nói lời cảm ơn. Mình biết là cái ngày Mother Day mỗi năm, nhưng mà chưa bao giờ tôi có cái lòng mà nói lên là cảm ơn má đã từ nhỏ đến lớn, cho dù miền Nam sụp đổ, những đứa con lai bị bỏ rơi, nhưng mà má tôi không bao giờ bỏ rơi tôi. Một lần nữa cảm ơn má.
Vâng, kính chào ông và ông sư và kính chào tất cả anh chị em. Đây là không phải tôi làm chứng cho tôi mà tôi làm chứng cho người khác. Thì hồi năm 72 tôi lính mùa hè đỏ lửa thì tôi thấy một sự việc rất là đau lòng. Do cho vì bà mẹ lúc nào cũng thương con hết. Vì khi mà trận chiến nó dữ dội lắm mà thì những người di tản chạy đó, tôi thấy tôi đi sau trong khi tôi đồng ở dưới hố thì tôi thấy đạn nó bắn tứ tung hết. Thì rất nhiều người chết. Thì khi đó, trong số người chết thì tôi lật lên thì có một bà mẹ bà ôm đứa con đó, sau khi bà bị nhiều bà đã chết rồi thì đứa con đó, bà che chở thì con được sống đó. Rất là thê thảm. Thì quý vị biết đó, tình một tử thương con thế nào, dù lấy tấm thân mình để che chở cho con, để dành sự sống cho con, chẳng thành mình chết đó. Thì đó là một tình trạng hết sức là quý hiếm. Vì quý vị đã biết rồi, thì câu tục ngữ và trong ngôn có ông cha chúng ta đó, công cha như nước Thái Sơn, nó nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cảm ơn quý vị ạ. Có ai muốn nói nữa không? Tôi chia sẻ về mẹ tôi một chút, chuyện lâu rồi về trước. Lần đầu tiên, ba tôi thì rất là nghiêm. Tôi mà làm sai thì thế nào cũng bị đòn. Ông thường đánh tôi, nhưng mà cái lần mà ông đánh nặng nhất là cái lần mà đứa em tôi lần trước qua đây, khi tôi dắt nó đi chơi mà nó té, nó dập cái môi, nó lục cái môi, nó chảy máu. Vì ông đánh tôi nhiều. Nhưng mà tại sao ông đánh tôi nhiều là tại vì tôi bỏ tôi chạy. Ba tôi là mất đánh là không được chạy, nhưng mà lần đó tôi chạy. Và bởi vì tôi chạy cho nên về là ông đánh tôi nhiều. Và khi tôi nhớ lần đó ông đánh tôi, ông nóng lắm. Ông đánh thì mẹ tôi lăn vô. Mẹ tôi đưa thằng để che đòn tôi. Đây là cái chuyện lâu rồi về trước. Chuyện gần đây là, như quý vị biết, mấy tháng trước tôi có chia sẻ em tôi qua đây. Rồi mẹ tôi ở nhà thì sống với nó, vì vậy cho nên bà nhớ quay quắt. Khi gọi về nhà thì vợ của nó bảo rằng mẹ không ngủ. Chiều tối bà ra bà đứng trước cửa. Mà nhất định là đợi nó về. Thực ra thì hầu hết chúng ta, những người có mẹ bên cạnh không hiểu điều đó. Hay là những người mẹ trẻ hơn không hiểu điều đó. Cuộc sống chúng ta có nhiều bận rộn, chúng ta không hiểu điều đó. Cho đến lúc mà cuộc đời không còn gì nữa hết, để cái lẽ sống ở đứa con. Rồi khi mà em tôi nó về Việt Nam, tôi gọi là tôi hỏi em, mẹ mừng lắm không? Nó bảo rằng về tới nhà thì khoảng chừng 5 giờ sáng, mẹ tôi dậy ra, nói ra bà không ngủ được đêm qua, bà nói tao mừng giống như cha ta sống lại vậy đó. Đó là những cái mọi chuyện về người mẹ. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì những câu chuyện như vậy, nó làm cho cuộc đời của chúng ta thấm thía ý nghĩa hơn những cái thành công mà chúng ta đạt được. Tôi mong rằng mỗi người chúng ta có một câu chuyện như vậy trong cuộc đời của mình về người mẹ mình, để đem lòng biết ơn. Chúng ta sẽ cầu nguyện để học lời Chúa. Và tôi chia sẻ với quý vị về người mẹ khôn ngoan. Và chúng ta cũng cầu nguyện, đặc biệt bây giờ thì cầu nguyện hiệp ý với nhau để cầu nguyện xin Chúa mở lời lòng chúng ta. Và đặc biệt thì tôi sẽ cầu nguyện cho các bà mẹ đến cuối giờ. Nhưng tôi muốn cầu nguyện cho một bà mẹ mà chiều hôm nay bà không đi đây được, bà đang nằm trong bệnh viện, đó là bà Minh. Bà đi vào bệnh viện ngày hôm thứ sáu trở lại, bà ở bệnh viện 10 ngày, về nhà một ngày sau đó trở lại bệnh viện. Và bà, tôi không biết, bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện phải không bé? Bà đang nằm ở trong cái khu cấp cứu của phòng hồi sức, chứ còn chưa được cái phòng bình thường. Vì vậy cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta, ban phước những người mẹ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho những người mẹ bệnh, đặc biệt bà Minh. Xin mời mọi người cùng đứng lên, chúng ta kịp ý với nhau cùng. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài. Vì nếu không có Chúa, chúng con không biết sẽ nói với ai về những cái nỗi niềm của chúng con. Không có Chúa, chúng con không biết giao thác cho ai. Nhưng chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài sẵn lòng nghe tiếng cầu nguyện của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì nếu không có mẹ, cuộc đời của nhiều người trong chúng con sẽ trở thành khác đi. Những lời chia sẻ của một vài người và lời chia sẻ của nhiều anh chị em con, và một số người không nói được, nhưng Chúa biết lòng của chúng con yêu mến Chúa vô cùng.
và yêu mến những người mẹ của chúng con. Xin ban phước cho chúng con khi chúng con học lời Chúa trong thời giờ này. Chúa ơi, xin cho chúng con lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng con, đặc biệt nói về người mẹ của chúng con. Con cầu nguyện cho một người mẹ bây giờ đang nằm trong bệnh viện là bà Lê Thị Cang, tức là bà Lâm Quang Minh. Bà bệnh viện bệnh trong nhiều gần 2 tuần vừa qua, bây giờ bà vẫn còn nằm trong đó. Và tình trạng bệnh của bà cũng khá nặng. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con hiệp ý với anh chị em con tại đây bởi đức tin hiệp một trong danh của Chúa Giêsu. Con xin Đức Chúa Trời ngài đỡ người mẹ này dậy, cho bà được chóng lành, cho bà được khỏi, và cuộc đời của bà sẽ tiếp tục là lời cầu nguyện, là cái nguồn phước cho những người con, người cháu của bà. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin ban phước chúng con khi chúng con mở lời Chúa ra, chúng con học với nhau thì giờ này. Con cảm ơn ngài. Con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh an tọa. Chúng ta học lời Chúa với nhau về cái tựa đề Người Mẹ Khôn Ngoan. Đúng 100 năm trước, vào năm 1914, vị Tổng thống Mỹ, ông tên là Woodrow Wilson, ông đã ký một cái sắc lệnh cái ngày thứ hai của tháng 5, xin lỗi, ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 sẽ là ngày Mother's Day, là một cái ngày dùng để tôn kính những người mẹ. Điều đó xảy ra ở nước Mỹ 100 năm trước. Và sau nhiều năm vận động của một người đàn bà tên là Anna Jarvis, bà đã vận động để nước Mỹ có một ngày tôn vinh không chỉ người mẹ của bà mà những người mẹ khác, và điều đó đã xảy ra. Và 100 năm sau, chúng ta ở đây một lần nữa buổi chiều hôm nay, khi chúng ta ra mắt Chúa để thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa để và cũng bày tỏ cơ hội vì lòng tôn kính những người mẹ và học biết về người mẹ của chúng ta. Vì vậy cho nên xin Happy Mother's Day, và tôi muốn hỏi các bà mẹ ở đây một câu. Ở đây có khá nhiều bà mẹ, tôi muốn hỏi quý vị một câu. Một số người thì có con lớn rồi, nhưng mà cũng khá nhiều người có con nhỏ. Tôi hỏi quý vị điều này, một số bà mẹ, tất cả các bà mẹ đó là nếu quý vị tất cả đều có con còn nhỏ thì quý vị muốn con mình nó lớn lên nó làm gì? Muốn con đứa con của mình lớn lên làm gì? Chung chung vậy thôi phải không? Người hữu dụng trong xã hội bây giờ cụ thể là cái gì? Thì có thể nói được không? Hầu vì Chúa. Là mục sư có dám không? Bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, làm một số các công việc nào đó, dĩ nhiên là một làm những người đã từng sống trong khó khăn, thiếu nghèo, chúng ta ước ao rằng con của mình nó sẽ thành đạt, nó sẽ khá giả, nó không khốn khổ giống như mình. Và đó là tất cả những cái ước mơ của nhiều người mẹ, đặc biệt những người mẹ Việt Nam. Nhưng quý bà, ông bà, anh chị em, dù chúng ta ước mơ điều gì đi chăng nữa, thì cái ước mơ của chúng ta cũng hạn chế. Có nhiều điều nó vượt ngoài tầm tay của chúng ta. Chúng ta muốn nó như vậy mà cuối cùng nó không được như vậy bởi vì cái khả năng của chúng ta không có. Phải có một người mẹ của Môi-se. Và chính người mẹ đã khôn ngoan đến độ bà không chỉ mơ ước mà bà đã làm điều bằng cách bà bảo vệ con mình, bà dạy con mình ở trong đường lối của Chúa mà chúng ta sẽ học. Bà đã làm điều đó trong một hoàn cảnh ngặt nghèo hơn chúng ta rất là nhiều. Cho nên khi chúng ta học lời với nhau trong lời Chúa buổi chiều hôm nay, đặc biệt là các bà mẹ, đặc biệt nữa đó là cho tất cả những người con có mẹ ở đây, đó là chúng ta học bài này với ước ao rằng những người mẹ không chỉ ước mơ cho con mình, hãy làm điều nào gì đó cho con mình bằng chính sự bảo vệ đời sống của con mình và dạy dỗ hướng dẫn con mình đi theo đường lối của Chúa. Và những người con hãy thêm lên lòng kính yêu, biết ơn mẹ mình về những điều mà người mẹ đã làm cho mình. Trong làm thế nào để trở nên một người mẹ khôn ngoan, tôi chia sẻ với quý vị điều đó. Điều thứ nhất đó, để làm một người mẹ khôn ngoan đó là một người dám hy sinh để cho con được phước. Ở trong câu chuyện của chúng ta trong suốt cái giết tôi ký đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 10 là cái câu chuyện chép về một đứa bé tên là Môi-se sinh ra và người mẹ phải đem đi giấu. Cuối cùng thì công chúa, con của vị vua bắt được và cuối cùng và tìm ra được, và cuối cùng thì đưa lại chính cho người mẹ của nó nuôi, và sau đó thì đưa đứa con vào trong cung điện cho vị công chúa. Nhưng mà cái phần câu chuyện một câu một trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 này, nó có một cái background rộng hơn, nó có một cái context, có một cái văn mạch rộng hơn. Đó là ở trong suốt cái giết tôi ký đoạn 1,
Và đúng ra thì nó phải lùi về nữa ở trong Sáng Thế Ký. Nếu quý vị biết những câu chuyện này trong Kinh Thánh thì cái câu chuyện nó như thế này. Nhiều trăm năm trước, Gia-cốp dẫn gia đình mấy chục người xuống Ai Cập để trốn cơn đói kém ở tại xứ Palestine. Và họ định cư tại Ai Cập giống như người Việt Nam của chúng ta lang bạt ra các nơi định cư như thế này. Nhưng mà sau nhiều trăm năm thì cái gia đình mấy chục người đã bắt đầu phát triển rất là đông, hàng triệu người ở trong xứ Ai Cập. Và khi họ phát triển quá nhanh và nhiều năm trăm năm sau thì người ta không nhớ đến một người mà là ân nhân của Ai Cập lúc bây giờ là Joseph làm tể tướng. Khi ông chết đi và nhiều trăm năm sau, người ta không nhớ đến Joseph là ai. Người ta chỉ thấy một điều là dân Do Thái bắt đầu phát triển rất là nhiều, và sự phát triển của họ rất có thể trở thành một nền đe dọa cho nền an ninh của đế quốc Ai Cập. Cho nên vua Pharaon ở trong đoạn 1 của Số Ký Giới Tôi Ký đã nói rằng bây giờ họ tìm cách để diệt dân Do Thái. Và họ diệt bằng cách nào? Họ nói rằng bây giờ thì vua ra lệnh cho những người bà mụ là nếu một đứa sinh trai sinh ra đó thì hãy nói với các bà mụ, tức là các người nữ hộ sinh đó, là hãy bóp mũi nó, giết chết nó ngay sau khi nó lọt khỏi lòng mẹ, để cho tất cả những người con trai chết vì vậy, cho nên tuyệt diệt nòi giống Do Thái. Nhưng những người mụ đó là những người hộ sinh đó thì họ kính sợ Chúa và họ không thể làm cái điều đó được. Cho nên sau đó thì họ nói với vua cách tránh đi, cho nên vua thấy rằng cũng không được. Bà đó, mấy người đó không làm được thì bây giờ phải có cách khác. Và ở trong câu số 22 thì người vua mới truyền lệnh rằng phải đem đứa con, tất cả những đứa con trai người Do Thái đó liền hết xuống sông. Đứa nào lớn lên, bất kỳ mới sinh là sinh 5-3 tháng gì đó, đem liền hết xuống sông, nghĩa là giết tất cả những đứa con trai của người Do Thái. Nói cách khác là cái âm mưu của đế quốc Ai Cập lúc bây giờ là tìm cách diệt chủng người Do Thái. Và đứa con trai Môi-se sinh ra ở trong một cái bối cảnh như vậy. Ở trong đoạn 1, đoạn 2 có một chép thế này. Và có một người trong họ Lê-vi, tức là Lê-vi là tên của một trong 12 con trai của Gia-cốp. Và cái dòng giống đó, cái nhóm cái người Lê-vi đó về sau được chọn làm thầy tế lễ. Và có một đi cưới một người con gái khác cũng họ Lê-vi. Và cái câu số 2 nói rằng cái người đàn bà đó, người nữ đó thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Ngộ là cái chữ rất là xưa. Quý vị có khen thấy đứa nít nhỏ nhỏ thì thằng nhỏ nó ngộ quá không? Tức là nó thấy dễ thương quá đó. Cho nên bảo rằng thấy nó đứa con dễ thương quá cho nên không thể nào mà đem đứa con mà quăng xuống sông được. Cho nên bây giờ giấu trong nhà, nhưng mà giấu 3 tháng trong nhà rồi đó thì hồi đầu thì nó khóc nhỏ nhỏ thôi. Sau này bắt đầu nó lớn lên, khóc lớn lên. Ở trong cái đoạn câu số 3 nói rằng nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nó lớn lên thì cái tiếng khóc nó lớn hơn, mà tiếng khóc lớn hơn thì nó vang ra hàng xóm. Vang ra thì lính Ai Cập nó biết thì nó vô thế nào nó cũng bắt thằng nhỏ đem quăng xuống sông thôi. Cho nên đây là cái hành động của người mẹ. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây trét chai và nhựa thông rồi để cho đứa trẻ vào đem thả trong đám sậy giữa nơi mé sông. Bây giờ thì bà làm thế nào? Bỏ nó vào trong một cái nôi bằng sậy, bằng mây, rồi trét nhựa thông đó để cho nước nó không thấm vào, bỏ nhỏ trong đó, đem bỏ dưới cái lùm sậy. Và vì vậy cho nên bà phải tìm cách để đem đứa con mình đem đi giấu. Thực ra thì cái việc đem giấu đứa con không phải là cái chuyện bình thường. Nó là cả một cái việc lớn lao, không phải là cái chuyện là chỉ đứa bé đó thôi, nhưng mà nó liên quan đến cái tính mạng của người mẹ, sự an nguy của bà, sự an nguy của cả gia đình bà. Bởi vì bà đã làm một điều mà nhiều 1,000+ năm về sau, tác giả Hebrew đoạn 11 có 23, tôi post bản nói thế này: bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem đi giấu trong 3 tháng vì thấy là một đứa con sinh tốt, không sợ chiếu mạng vua. 5 chữ cuối cùng, 6 chữ cuối cùng, không sợ chiếu mạng vua. Tức là hành động của người mẹ đi ngược lại cái lệnh của vua. Quý vị phải biết là ở trong thời quân chủ mà một người mà làm ngược lại cái ý định của vua đó thì không những người đó bị tù mà người đó bị chết, không những người đó bị chết mà cả gia đình người đó và có thể cả tộc họ đó nữa. Tức là một cái giá trả rất là lớn, thế mà người mẹ này vẫn có thể làm. Tại sao bà có thể làm được điều này? Điều đơn giản đó là người mẹ bằng lòng bảo vệ đứa con của mình. Không người mẹ nào mà nghĩ cái sự an nguy cho mình mà không nghĩ đến con mình. Và người mẹ của Môi-se đã làm điều đó. Có lẽ khá nhiều người mẹ ngày hôm nay tại phòng nhóm này, quý vị ngồi đây có con mình, quý vị chưa trải qua những cảnh kinh hoàng như vậy. Nhưng giả sử đặt các bà ở trong hoàn cảnh đó, các bà có làm như bà mẹ của Môi-se không? Yes, tôi tin rằng tất cả người mẹ đều có thể làm điều đó cho con mình. Ở trong cuốn Người Đàn Bà Hạnh Phúc, bà Anson Yu kể về câu chuyện rằng khi chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên
vào đầu những năm 1950 bùng nổ và những người từ phía Bắc tìm cách đi xuống phía Nam, thì bà ẵm trên tay hai đứa con rất là nhỏ và đi mà giống như người Việt mình vượt biên nhiều năm trước. Và trốn từ làng này qua làng khác, một ngày nọ bà đến một cái dòng sông và có một cái chiếc thuyền để xuôi về Nam. Bà muốn lên chiếc thuyền đó và chiếc thuyền nó đi trong đêm rất là lạnh lẽo. Và nhưng mà tất cả những người trên thuyền ngồi trên đó thì bà trèo lên trên thuyền và trả tiền cho họ. Nhưng mà họ bảo rằng bà có hai đứa con nhỏ, nếu giữa đường mà nó khóc mà quân lính Bắc Triều Tiên nó biết được thế nào mình chết hết cả thuyền. Vì vậy cho nên nếu bà bằng lòng quăng hai đứa nhỏ xuống, bà để hai đứa con bà lại thì bà sẽ ở trên thuyền. Người mẹ đó đã ẵm đứa con, hai đứa con mình bước xuống khỏi thuyền. Và đó là cái điều hết sức tự nhiên, bởi vì tất cả những người mẹ, các con là những người làm con. Có khi chúng ta không thấy, không biết được điều đó, nhưng nếu điều đó xảy ra thì tất cả những người mẹ đều có thể bằng lòng hy sinh để cho con mình được an lành và hạnh phúc. Hai tháng trước ở tại Massachusetts, có người nữ, thiếu nữ, đúng ra thì một cái cô gái, một người mẹ trẻ 22 tuổi, người Việt Nam tên là Mindy Trần. Cô có hai đứa con ở trong xe, hai đứa con 2 tuổi. Thật sự hai đứa con 2 tuổi là tại cô hai đứa con sinh đôi twin. Cho nên cô để trên xe, cô chở đi đâu về. Và về tới nhà, phải đứng trước cửa nhà thì cô đậu chiếc xe đó. Thì chiếc xe cái dốc nó thế này, cô đậu chiếc xe. Và cô đậu chiếc xe xong thì cô bước ra, cô mở cửa vừa bước ra thì chiếc xe, và tại vì khi đậu park cái chữ, khi cần số đưa lên chữ P nó là park, nó phải dừng chiếc xe lại. Nhưng mà không biết tại sao mà ở trong đó các cái răng nó không có giữ lại, cho nên khi cô vừa bước ra thì chiếc xe nó bắt đầu chạy lùi. Và hai trong xe đó có hai đứa con của cô, và ở ngoài đường thì xe nó chạy lên chạy xuống thế này mà cô không biết làm thế nào, bây giờ làm thế nào. Và cái người mẹ trẻ đó đã lao vào nằm dưới bánh xe đang lăn, và cuối cùng chiếc xe dừng lại. Người hàng xóm đến, cô nói điều đầu tiên là đem hai đứa trẻ ra, và sau đó không biết thế nào để họ đẩy chiếc xe để cứu cô, và họ đã kêu cảnh sát, và cuối cùng cũng sơ chữa lửa tới và cứu cô. Cô đem vào bệnh viện và cô đã bị thương, cái chân của cô có lẽ là bị gãy cái phim bếp đùi này. Báo chí nghe nói như vậy thì tới mới thăm rồi phỏng vấn tung hô cô, cho nên nói như vậy và họ nói cô là một anh hùng, you are a hero. Và đây là lời cô nói khi nghe như vậy. Cô nói thế này: I don't consider myself a hero, I am just a mother. Tôi không nghĩ tôi là một anh hùng, tôi chỉ là người mẹ. Tôi nghe điều này và tôi nghĩ thế này, quý ông bà anh chị em, tất cả mọi người mẹ đều là một anh hùng. Có thể nhiều bà mẹ chưa nằm lăn ở dưới bánh xe, nhưng tất cả những người mẹ đều có thể bằng lòng hy sinh phần của mình để có thể cho con mình. Vì vậy cho nên tôi nói điều này với tất cả quý vị, tất cả những người làm con, dù quý vị đã lớn tuổi hay quý vị nhỏ tuổi, các cháu thanh niên, thiếu nhi, even you are still young, I want to say to you about this. Tất cả chúng ta đều có một người mẹ để nuôi nấng bảo vệ chúng ta. Người mẹ của chúng ta đã trải qua những hoàn cảnh ngặt nghèo, có thể bà kể lại chúng ta biết, cũng có những cái chúng ta không biết. Có nhiều người mẹ đã nhiều đêm mất ngủ, có nhiều người mẹ khi hoàn cảnh gia đình rơi vào bế tắc, họ đắng lòng không biết làm thế nào. Có những người đã nếm những khốn khó, chịu đựng tất cả mọi sự với một cái quyết định rằng làm thế nào cho đứa con mình sinh ra nó không khốn khổ, nó không nhọc nhằn giống như cuộc đời của mình. Và đó là tất cả những điều người mẹ đều nghĩ về con. Cho nên quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh dạy thế này: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi là vậy. Tại vì đó là những người mà có thể sống cho chúng ta và có người chết cho chúng ta. Cho nên hãy kính trọng mẹ mình. Một trong những câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, bản diễn ý trên này ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 22 là: hãy nghe lời cha đã sinh ra con và chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Đó là một cái lời khuyên không phải là chỉ vô tình, nhưng mà đó là điều sự thực đã xảy ra trong cuộc đời, không phải bây giờ mà lúc bấy giờ. Cho nên tác giả Châm Ngôn đã nói rằng khi mẹ con trở nên già yếu, đừng khinh bỉ người. Và Kinh Thánh dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi người nghĩ về mẹ mình với lòng biết ơn, lòng kính trọng. Những điều chúng ta biết, những điều chúng ta không biết đều là những điều mà rất lớn lao, mà nếu không có người mẹ, không có chúng ta. Câu chuyện mà tôi đọc thấy
ở trong một cuốn sách nhỏ kể rằng có một gia đình này có hai mẹ con, đứa cậu con trai tới mười mấy 20, rồi một ngày nọ không muốn ở nhà, bỏ mẹ ra đi, một mình mẹ ở nhà, ra đi trác táng ăn chơi tứ chiến giang hồ sau nhiều năm. Một chiều nọ anh ngồi anh nghĩ về, anh nhớ đến mẹ mình, anh nói phải quay về. Và anh động lòng anh quay về sau nhiều năm lang bạt. Anh về nhưng mà lòng anh cảm thấy day dứt và cảm thấy, bởi vì anh thấy hối lỗi, cho nên anh không dám gõ cửa mẹ mình. Và buổi chiều tối anh đứng về trước, anh dựa vào cánh cửa. Khi anh dựa vào cánh cửa thì cánh cửa bật mở, tại vì cánh cửa không khóa bên trong. Cho nên bà mẹ ở trong thấy đứa con, bà chạy ùa ra và ôm lấy đứa con. Rồi sau khi khóc lóc kể chuyện rất là vui. Rồi khi nói chuyện xong thì anh mới hỏi mẹ là: mẹ ở nhà một mình tại sao mẹ không đóng cửa, mẹ không khóa cửa? Ở ngoài rất là nguy hiểm, nhiều điều nguy hiểm. Mẹ ở nhà một mình mà nếu mà không khóa cửa, điều gì nó nguy hiểm nó xảy ra cho mẹ sao? Cho nên mỗi lần mẹ đi đâu hoặc là ở nhà một mình, mẹ phải khóa cửa. Người mẹ nói rằng: từ ngày con bỏ nhà ra đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khóa. Tại vì những có những người mẹ muốn đứa con trở về. Cho nên dù chúng ta có tệ bạc bao nhiêu, chúng ta có xấu bao nhiêu, chứ mắt người mẹ của chúng ta vẫn là một đứa con. Cho nên quý ông bà anh chị em, ở đời không có gì lớn hơn tấm lòng và sự hy sinh của người mẹ. Do đó hãy nghe lời kinh dạy của Chúa trong Kinh Thánh là hãy hiếu kính cha mẹ, dầu một ngày nào đó mẹ mình trở nên già yếu. Amen. I want to talk to the younger people, the youth. Tại vì hầu hết những người trẻ lớn lên ở đây thì không thấy cái khổ nhọc của mẹ mình. Nếu có chút chút nào đó thì ở trong hãng mình không bao giờ thấy. Nhưng tất cả những người mẹ đều trải qua. Dù người mẹ có tiền, vẫn có nhiều đêm mất ngủ trăn trở. Cho nên hãy biết đến người mẹ mình đã hy sinh cho con được hạnh phúc. Hãy có lòng yêu thương và hiếu kính đối với mẹ. Điều thứ hai tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em đó là người mẹ dạy dỗ con cái. Hãy dạy dỗ con cái bằng chính đời sống của mình. Câu chuyện của chúng ta chép như thế này. Khi mẹ của Môi-se giấu ông ở trong, giấu đứa bé Môi-se trong bụi sậy, rồi sai một đứa chị của Môi-se là đứng xa xa nhìn trong hàng ngày. Một ngày nọ công chúa với là những đoàn tùy tùng đi xuống sông, và những người tùy tùng thì đi dạo đến bờ, còn công chúa thì xuống sông tắm. Và đang tắm dưới sông thì công chúa nghe cái tiếng đứa bé nó khóc, cho nên chạy đến thấy cái rương, mở ra thì thấy đứa bé trong đó. Và công chúa nói rằng: đúng rồi, đây là đứa con của một người đàn bà Hebrew, tức là người Do Thái. Bởi vì mà biết là thế nào, đây là cái lý do là họ tìm cách để giấu con mình. Cho nên cái người mà người công chúa nó mới nói như vậy, thì cái cô chị của Môi-se đó, người chị nó đứng nhìn từ xa chạy lại. Cô rất là lanh trí, chạy nói với mẹ, với cô công chúa rằng là: cô có muốn tôi chạy đi tìm một người đàn bà Do Thái ở đây để cho đứa bé bú không? Thì cái người công chúa nói: yes, đi đi. Và cái người chị đó bắt đầu đi kêu là chính người mẹ của Môi-se, cũng là người mẹ của cô gái đó tới. Và công chúa mới bảo cái người đó thế này là, ở trong câu số 8, công chúa bảo rằng: hãy đi đi, người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói với người mẹ đó: hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta trả tiền công cho người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Bây giờ đó là đứa bé này nó vào tay mẹ nó, không những được an toàn bởi vì nó là bắt đầu con của công chúa, nhưng mà cũng được trả tiền cho mẹ nó nữa. Quý vị sẽ thấy là đây là một trong những cái điều rất là đặc biệt trong cuộc đời của Môi-se, đứa bé Môi-se. Nhưng tại sao điều này xảy ra? Khi tôi thấy điều này thì tôi mới trở lại đọc lại ở trong cái câu Hebrew đoạn 11 câu 23. Mẹ của Môi-se, giấu Môi-se không đơn giản là vì sự khôn ngoan của bà, không phải sự tính toán của bà, trong đó có cả đức tin. Cho nên quý ông bà, anh chị em, có lẽ nhiều khi chúng ta tìm cách để gìn giữ con mình, nhưng hãy gìn giữ con mình bằng đức tin. Chỉ thế này là tại vì sau khi mà người mẹ Môi-se mới đem về nuôi, rồi câu số 10 chép rằng nuôi lớn lên, câu số 10 chép thế này: khi lớn khôn rồi, người dẫn nó vào cho công chúa, và công chúa nhận làm con nuôi. Và đem vào công chúa thì khi lớn khôn thì không biết bao nhiêu, tại vì Kinh Thánh chép là lớn khôn, nhưng mà có điều là không phải là thanh niên, là tại vì phải là đến cái tuổi bắt đầu đi học. Thế có lẽ là 5-7 tuổi hoặc là 9-10 tuổi thì người mẹ phải đưa Môi-se vào cho công chúa. Đối với người mẹ, thế là xong.
Nhưng mà khi Môi-se vào trong nó thì yên ổn. Nhưng quý vị biết điều này không? Khi Môi-se vào trong cung đó, sống với công chúa trong đó đó, thì Môi-se được giáo dục, được ăn ngon mặc đẹp, được sống trong nhung lụa ở trong cung điện huy hoàng của nhà vua, và Môi-se trở thành một người địa vị và giàu sang. Những cái thánh chép thế này, mấy chục năm sau, một con người sống trong địa vị giàu sang đó lại là người mà ở Hebrew đoạn 11 câu 24 25 chép thế này: Môi-se khi đã lớn khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh. Bắt đầu ông lớn giàu rồi, quan trọng rồi, mà ông bỏ danh hiệu là con chúa của Pharaoh. Câu 25 của Hebrew 11 chép thế này: đành cùng dân của Đức Chúa Trời chịu hài hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Tức là ông quyết bỏ điều đó để đi về với dân mình. Bởi vì cái câu chuyện mà phần sau của đoạn 2 từ câu 11 trở đi đó là chép về cái việc ông đi ra ngoài, thấy hai người Do Thái đánh nhau, ông can họ, xin lỗi, thấy một người Do Ai Cập đánh người Do Thái, ông can ra và cuối cùng ông binh cái người Do Thái là người của mình và đánh người Ai Cập giết chết. Ngày hôm sau ông ra nữa thì thấy hai người Do Thái đánh nhau, ông can hai người đó: thôi anh em mà đánh nhau làm gì? Và một trong hai người đã sai lệnh: hay bộ muốn giết tôi giống như giết người Ai Cập hôm qua sao? Và Môi-se nghĩ rằng mình đã bại lộ cho nên bỏ trốn đi. Với câu chuyện chép rằng sở dĩ Môi-se bỏ trốn đi là tại vì ông quyết trở về với dân tộc, tức là ông có một cái lòng bỏ cái sự giàu sang, địa vị, sự giáo dục, những cái điều mà ông có thể hưởng được. Tại sao Môi-se làm điều đó? Tại sao Môi-se, cái điều gì đã tác động trên Môi-se khiến ông bỏ cả tất cả những cái sự nghiệp vàng son trong mấy chục năm ở cung điện, và ông sẽ trở thành quan to chức lớn đó, ông ra khỏi và ông đi về với dân sự? Điều gì? Ở trong Hebrew đoạn 11 chép rằng bởi đức tin. Quý ông bà anh chị em, tất cả chỉ là bởi đức tin. Vậy thì đức tin ở đâu ra? Ông còn nhỏ xíu thế nào ông vào trong cung điện rồi thì ông ở trong đó mấy chục năm, sống giữa những người không biết Chúa, không bao giờ nói đến chuyện Kinh Thánh, không bao giờ nói đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời, mấy chục năm sống trong sự giáo dục của cung điện ngoại bang như vậy, làm sao Môi-se có đức tin? Đức tin của Môi-se ông nhận lấy từ khi mẹ ông đặt ông trên đầu gối, bẵm trên tay và dạy ông, khi mà ông đi theo đâu mẹ chạy, à mẹ đi đâu ông đi theo đó. Đứa bé từng này đã có thể đức tin vào trong cuộc đời. Cho nên quý bà anh chị em, đức tin của Môi-se là đức tin mà ông đã ảnh hưởng từ gia đình, đặc biệt từ người mẹ mình từ khi ông còn nhỏ. Tôi nói điều đó với quý ông bà anh chị em để chúng ta thấy một điều này: vai trò của ảnh hưởng của người mẹ trên đời con, người con rất là lớn và rất là sớm. Đừng có nghĩ rằng có lẽ 10-15 tuổi mình mới dạy nó nói, không, từ chút xíu thế này cỡ như Candice là bắt đầu quý vị đã có thể nói với nó, bị dạy với nó về đức tin. Chúng ta dạy cho con cái nhiều điều nhưng mà đôi khi chúng ta không dạy chúng nó về đức tin. Quý ông bà anh chị em, sinh con ra đó là một điều lẽ tự nhiên, nhưng nuôi con đó là một sự hy sinh, và dạy con là một thiên chức. Đó, hầu hết những người nữ đều có thể sinh con được tự nhiên, nhưng mà những người nuôi con đó là phải hy sinh. Nhưng mà quý vị dạy con, nó là cả một cái tiếng gọi rất là lớn. Cho nên các bà, các cô, đặc biệt những người mẹ trẻ, hãy nhớ thế này: cái ảnh hưởng của quý vị trên con mình rất là lớn. Ông Chuck Swindoll, một vị mục sư rất là nổi tiếng ở Frisco bây giờ, một trong những người mà viết rất nhiều sách, dạy rất nhiều điều, rất là giỏi. Ông là viện trưởng viện, cựu viện trưởng viện thần học ở tại Dallas, GTS. Ông nói thế này: Tôi học biết về Đức Chúa Trời khá lâu trước khi tôi bước chân vào chủng viện. Tôi học biết về Đức Chúa Trời trên đôi đầu gối của mẹ tôi khi bà ẵm ông, bà sống cuộc đời, và cái ảnh hưởng Đức Chúa Trời trên cuộc đời của người mẹ này lan qua trắc suy đó. Abraham Lincoln đã nói một câu rằng không có một người nào bị nghèo khó nếu người đó có một người mẹ có tin kính. Tức là cái câu đó nó nghĩa rất là rộng hơn là khi một người có một cái đời sống tin kính thì những đứa con của người đó sẽ là những người được phước. Bà Susan Wesley là người mẹ của John Wesley, là một người đã sáng lập ra giáo hội Baptist từ trong một trăm mấy chục năm vừa qua, và hiện nay vẫn còn hàng triệu tín hữu trong giáo hội Baptist Methodist ngày hôm nay. Bà có mười mấy đứa con ở trong nhà. Nhà thì chật nhỏ, vì vậy con nó lớn lên nó ồn ào ghê lắm, cho nên bà không có một cái chỗ riêng để cầu nguyện. Cái giờ bà cầu nguyện đó là cái giờ bà có một tấm khăn rất là lớn, bà phủ đầu thế này, bắt đầu bà cầu nguyện để không thấy tụi nó. Và khi những đứa con của bà thấy mẹ mình phủ khăn cầu nguyện, đó là cái giờ phút thiêng liêng nhất và kính trọng nhất, mà những đứa con đó im lặng. Cuộc đời, sự thiêng liêng của người đàn bà đó đã ảnh hưởng đến những người con của họ, và để họ đã, những đứa con của bà đã trở thành kết quả.
Vì vậy cho nên các bà mẹ, cái tốt nhất để có thể giữ con khỏi mắc đó là dạy chúng nó về Chúa. Mẹ của Môi-se dạy, nuôi ông được mấy tuổi, coi như là ra khỏi tầm tay, mắc khỏi tầm tay của mình. Tôi không biết mẹ Môi-se có gặp lại ông hay không, nhưng tôi biết một điều rằng Môi-se không mắc, bởi vì Môi-se ở trong tay của Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh dạy thế này: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu cho khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Chúng ta từ nhỏ hãy dạy con cái cháu mình. Chúng ta sợ mắc con, rất là nhiều người chúng ta sợ mắc con. Nó nhỏ thì sợ nó đi lạc, người ta bắt cóc. Nó lớn chút xíu nữa, khoảng dừng tuổi teenager, là sợ nó đi theo bạn hư hỏng, đi ăn chơi. Lớn chút xíu nữa thì nó có chóp rồi nó bỏ nhà, nó đi tiểu bang này tiểu bang khác. Và hầu hết chúng ta đều sợ mắc con, dù cái tuổi nó tuổi nào đi chăng nữa. Nhưng dù muốn dù không cũng mắc. Làm thế nào để có thể không mắc con? Có nhiều người vì sợ con mình nó giận, cho nên nó sợ nó giận mình, rồi sợ nó không thương mình, rồi sợ nó bỏ nhà nó đi. Cho nên nhiều người mẹ đã tìm cách để kiếm tiền thật nhiều và cho tiền nó xe cộ, áo quần, đồ chơi và bao nhiêu thứ khác bạn bè nó có, thì mình cho nó muốn gì được nấy, với một cái ý định rằng làm thế nào để cho con mình nó thương mình và nó ở với mình. Cách đó có thể, nhưng cách đó cũng có thể ngược lại, nó sẽ hại quý vị. Cái điều mà tôi đề nghị các bà mẹ khi giữ con mình đó là hãy làm thế này: hãy cầu nguyện cho con mình, hãy để cái di sản vừa tiền bạc lại đó, có di sản đức tin cho con mình bằng đời sống cầu nguyện. Hãy dạy lời Chúa cho con mình, hãy đưa con quý vị đến nhà thờ, hãy làm gương bằng chính đời sống của mình, cái đời sống tin kính của chính mình về cái việc mình kính Chúa và yêu người như thế nào. Và tất cả người mẹ phải làm điều đó, và điều phải làm đó là những gì người mẹ có thể làm để lại ảnh hưởng lâu dài nhất trên đời sống của con mình. Cho nên hỏi các bà mẹ, quý vị nghĩ rằng mình có thể để lại những điều đó cho con mình không? Có thể quý vị không có tiền bạc nhiều, chẳng có saving account, license, cũng chẳng có gì nhiều, nhưng quý vị có thể để lại một điều cho con mình, đó là cái di sản đức tin. Hãy để điều đó lại cho con. Điều thứ ba tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đặc biệt với những người con, đó là hãy có lòng yêu kính và biết ơn mẹ mình vì cái di sản của bà để lại. Bây giờ chúng ta giả đồ quên hết cái câu chuyện chúng ta đang học đi. Bây giờ tôi hỏi quý vị biết Môi-se không? Biết Môi-se là ai không? Thế là đừng nói đến câu chuyện chúng ta vừa học. Bây giờ quý vị biết Môi-se là ai không? Anybody know Moses? Môi-se là ai? Who is Moses? Môi-se là một người Do Thái. Ông lớn lên, ông là người viết 5 sách ngũ kinh đầu tiên của Kinh Thánh, nền tảng của lời Đức Chúa Trời. Môi-se là một người mà về sau tất cả các tiên tri đều, lời dạy của các tiên tri đặt trên Môi-se. Khi Chúa Giê-xu đi giảng dạy, một trong những cái điều Chúa Giê-xu nhắc đến Môi-se là cái lời chứng của Môi-se. Môi-se là lời chứng nhân cho cái chức vụ của Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu giảng đạo. Và Môi-se đã thành ảnh hưởng không chỉ ở trong vòng những người Do Thái, ảnh hưởng ở trong những người Cơ Đốc giáo ngày hôm nay, ảnh hưởng trong những người Hồi giáo. Ba tôn giáo ngày hôm nay trên thế giới là Hồi giáo, Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo đều biết đến Môi-se, đều kính trọng Môi-se, đều học biết Môi-se. Trên thế giới này hàng tỷ người biết Môi-se. Môi-se là một người hết sức là quan trọng, ông được kính trọng, ông được thanh danh và nhiều người biết ông. Đó là Môi-se, là một người con người quan trọng. Lời giảng, sách, nền tảng, ông là đại tiên tri và là ảnh hưởng trên thế giới và đến mỗi cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta nói với nhau là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, quý vị biết đến từ đâu không? Cái câu đó Môi-se đã viết nên. Chúng ta ảnh hưởng Môi-se đến độ là như vậy. Đó là Môi-se. Bây giờ tôi hỏi quý vị một người khác. Quý vị biết Môi-se. Bây giờ quý vị có biết một người tên là Giô-ke-bết không? Có bao giờ nghe tới cái người tên là Giô-ke-bết không? Khá nhiều người trong chúng ta chưa nghe đến cái người tên Giô-ke-bết là ai. Bà Giô-ke-bết là mẹ của Môi-se. Trong Kinh Thánh nhắc lại Giô-ke-bết một vài lần thôi, hầu như ít cho người biết đến bà. Bà là mẹ Môi-se. Bà là người mà không, nhiều người không biết. Có thể bà là người quê mùa, có thể bà là người hoàn toàn vô danh. Nếu một ngày nào đó bà nhớ con mình, bà chạy đến cung điện dòm vào thì bà sẽ bị đuổi ra, giống như một số câu chuyện mà Lâm Ly ở trong các cái vở cải lương của mình đó, người mẹ chạy theo như vậy. Thực ra bà hoàn toàn là một người không ra chi hết. Nhưng quý vị biết điều này không? Là để có một Môi-se tiếng tâm và hiểu biết được sự kính trọng ảnh hưởng như vậy, phải có một người mẹ Giô-ke-bết. Nếu không có Giô-ke-bết,
Môi-se đã chết từ đời não đời nao, không có ai chăm sóc Môi-se hết. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh khi dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi là tại vì có những người cha, những người mẹ, những người mà sinh thành mình đó đã sống một cuộc đời như vậy cho mình. Cái sự thành công của chúng ta ngày hôm nay thực sự ra đó nó là một một phần mà nếu không có những người mẹ chúng ta không có ngày hôm nay. Vì vậy cho nên tôi nói điều này với một số những người bạn trẻ là những người mà các con hiểu điều này. Nếu không có mẹ chúng ta không có ngày hôm nay. Nếu không có người mang nặng đẻ đau, nếu không có những người đêm trường mất ngủ, có nhiều người đã lao nhọc lo lắng, thì liệu cuộc sống của chúng ta như thế nào hôm nay không? Không, nếu không có những người mẹ đã khốn khổ như vậy. Mặc dù Môi-se người ta biết, người ta không biết Giô-ca-bết, nhưng đã có một Giô-ca-bết phía sau cuộc đời của Môi-se. Cho nên các con khi lớn lên, có thể là cuộc đời các con đủ đầy hơn, có thể nhiều người lớn lên sẽ có bằng cấp, sẽ có chức tước, sẽ có địa vị quan trọng trong xã hội. Yes, điều đó là một trong những ước mơ của nhiều người mẹ. Nhưng hãy nhớ một điều rằng nếu không có người mẹ của các con, chúng ta không có được những điều đó. Cho nên hãy hết lòng biết ơn những người mẹ của mình. Tháng trước có câu chuyện về một cái cậu thiếu niên 15 tuổi. Nó chui vào cái hốc của cái bánh xe của một chiếc máy bay ở bên San Jose đó. Quý vị nghe câu chuyện đó không? Nó ở San Jose mà sáng nào nó chui vào cái, tại vì cái chiếc máy bay là có mấy cái bánh xe mà cái bánh xe có cái hốc, và mỗi lần một chiếc máy bay cắt cánh lên là cái bánh đó nó co vào trong á. Thì không biết anh làm thế nào mà anh chui vào được trong cái hốc chiếc máy bay đó, anh nằm trên đó. Và chiếc máy bay đó bay 4 tiếng đồng hồ từ San Jose cho đến Hawaii. Ở trong một cái nhiệt độ rất là lạnh, và thậm chí có thể không có dưỡng khí, mà không biết làm thế nào cậu bé đó sống được. Mà khi chiếc máy bay nó đậu xuống ở bên phi trường á, thì một sao anh tỉnh dậy, cái ảnh lò mò anh bước ra. Khi anh bước ra anh đi lang thang ở trong sân bay, thì cái chiếc camera an ninh của sân bay đó họ chiếu và thấy có một người đi đến sân bay tới bắt lại hỏi. Thì hóa ra là biết là anh chui trong đó, anh nằm đó. Và sau khi đó thì họ mới hỏi ảnh, anh mới kể thế này là anh đi tìm mẹ. Hỏi mẹ ở đâu? Nó là mẹ của em đó thì ở Somalia, tức là một cái đất nước ở phía bên châu Phi. Và nó không biết làm thế nào nó ở đây thì không biết, nhưng mà nó nhớ mẹ hay sao không biết, nó muốn đi tìm mẹ. Và đó là cái cách mà nó nghĩ đi tìm mẹ. Thì dĩ nhiên là điều đó đối với nó là có thể là nó nghĩ đó là cái cách mà đi gần mẹ hơn. Nó không khi để đi tìm mẹ ở xa, nó nhớ nó có thể quên cả cái sự an ninh cho nó, an toàn cho nó có thể đi. Khi mẹ ở xa thì nó nhớ, nó mong đợi. Nhưng tôi tưởng tượng thế này, mỗi một cái cậu thiếu niên khoảng 14-15 tuổi khi mẹ ở gần thì sao? Hầu hết cái tuổi đó khi mẹ ở gần thì nó làm mẹ khổ. Mẹ ở gần thì nó làm mẹ khổ, khóc suốt. Quý ông bà anh chị em biết điều này không? Đôi khi mẹ ở xa, như tôi, mẹ tôi ở xa, mình thờ ơ, mình thương, mình nói năng thế này. Nhưng đôi khi người mẹ ở gần, ở ngay trong nhà của mình, cái cách sống của mình, cách đối xử với người mẹ của mình khác. Và đó là một những thất bại của khá nhiều người con. Chúng ta muốn như sống xa rồi, chúng ta thương nhớ, chúng ta nói như làm thiết tha. Nhưng khi mẹ sống trong nhà mình vài tuần, vài tháng, chúng ta lại trở nên những người bất kính. Có lẽ điều này xảy ra. Và tôi mong rằng điều này sẽ không xảy ra cho con cái Chúa. Tôi nói điều này một sự thật hết sức rõ để ông quyền bà biết thế này. Đừng có đợi đến cái lúc mà mình ở xa mẹ mình mới nói lời yêu thương. Nhưng hãy nói lời yêu thương khi mẹ ở gần, và chúng ta có thể nói điều đó với mẹ mình. Cái bài thơ của Tường Lưu tôi có đọc lại cho cô quý vị nghe nhiều năm trước. Tôi muốn đọc lại cái bài thơ Tường Lưu, và ông nói rằng ông thưa với mẹ cái bài thơ đó có cái tựa đề như vậy. Và đây là cái một trong những cái câu thơ của Tường Lưu viết thế này. Tôi chẳng bao giờ thưa với mẹ rằng tôi yêu mẹ nhất trên đời. Tôi đã tìm sâu vào ký ức đến nỗi để nỗi buồn day dứt không nguôi. Nhớ những xa xưa nghèo khốn khổ, cháo cơm chẳng có bữa nào no. Mẹ sớt phần ăn cho con mẹ, còn riêng mẹ đói mẹ không lo. Có những đêm đông lùa gió bắc, chiếu chăn chẳng đủ ấm đàn con. Mẹ lạnh từng khi thường thức giấc, chăm sóc đàn con giấc ngủ ngon. Kể lại cái cảnh nghèo hèn trong những năm tháng trước. Tôi đã xa nhà từ độ ấy, mỗi lần chẳng nhớ tới quê hương. Lòng nặng nặng buồn buồn biết mấy, mẹ ơi con nhớ mẹ trăm đường. Nước mắt chẳng buồn, chẳng làm khuây nhớ mẹ, đêm đêm thao thức suốt đêm đêm. Có gì đền đáp ơn trời bể, nước trong nguồn chảy mãi triền miên. Tôi chẳng bao giờ thưa với mẹ rằng
tôi yêu mẹ nhất trên đời. Nếu chúng ta có cơ hội, hãy làm điều đó với mẹ mình. Hãy, tất cả chúng ta đều có một người mẹ. Tất cả chúng ta đều nhận từ mẹ mình một cái di sản về lòng yêu thương, về sự hy sinh, về sự dạy dỗ. Cho nên quý ông bà anh chị em, khi còn cơ hội, hãy nói lòng lời biết ơn, hãy bày tỏ lòng biết ơn và hãy sống một cuộc đời biết ơn của một người con đối với mẹ mình. Amen. Điều thứ tư tôi chia sẻ với quý vị về người mẹ. Thực ra thì có cái kinh nghiệm, hay kinh nghiệm tình yêu của mẹ trong tình yêu của Chúa. Trong âm nhạc Việt Nam có một cái bài hát nhiều người quen thường thuộc thường nghe, đó là bài Bông Hồng Cài Áo. Ở đây có ai thuộc bài đó không? Bông Hồng Cài Áo là một cái bài nhạc có lẽ của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Nó đến từ một cái thông tục như thế này, đó là trong cái ngày lễ mẹ, những người nào mà đeo cái cành hoa trắng, thường là trong cái thông tục của người Nhật, theo lời kể lại là nếu một người đeo một cái cành trong ngày lễ mẹ mà một người mà đeo cành hoa trắng thì cái người đó đã mất mẹ. Còn người nào mà đeo một cái cành hoa đỏ thì người đó là người còn mẹ. So, bây giờ tôi hỏi quý vị, bao nhiêu người trong quý vị nếu mà cài hoa thì trong cái ngày cài, tức là mọi người chứ không phải chỉ người mẹ thôi đó, bao nhiêu người cài hoa thì quý vị nghĩ là mình được cài hoa đỏ bởi vì mẹ mình còn sống? Anybody? Tức là những cái tay quý vị đưa lên là biết rằng mẹ mình còn sống. Your mom still alive, right? That's good. Còn ai là người mà nếu phải cài hoa thì mình buộc phải cài cành hoa trắng? Có ai không? Dạ có một số cánh tay đưa lên. Nếu quý vị là người may mắn được cài hoa đỏ, hãy vui hưởng tình yêu của mẹ mình. Nhưng nếu quý vị là những người không may mắn phải cài cành hoa trắng, nghĩa là tình yêu mẹ mình đã khuất rồi, thì liệu có tình yêu nào giống như tình yêu của mẹ mà mình được hưởng nhận không? Kinh Thánh chép rằng yes, đó là tình yêu của Chúa. Tình yêu của người mẹ hết sức là vĩ đại. Nhưng quý vị biết không, nó cũng giới hạn và nó không tồn tại. Tôi và một số người cài cành hoa đỏ bởi vì mẹ mình còn sống, nhưng có lẽ đến một ngày nào đó phải cài cành hoa trắng bởi vì người mẹ mình cũng hạn chế. Chỉ có tình yêu của Chúa mới là còn đời đời. Tình yêu của Chúa mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời khi nói đến tình yêu của Ngài dành cho những người theo Chúa, công dân Chúa, thì một trong những câu kinh thánh ở trên bảng là ở trong Ê-phê-sai đoạn 49 câu 15. Thực ra đó là câu trả lời của cái câu 14. Cái câu 14 thì kinh thánh chép như thế này: người Si-ôn, tức là người Do Thái, người dân sự của Chúa đó, thì từng nói rằng Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, họ Chúa đã quên ta rồi. Tức là trong một lúc nào đó họ ngờ vực, họ nói rằng Chúa quên mình rồi. Và đây là lời trả lời của Chúa. Chúa nói rằng đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Hầu hết những người đàn ông thì chúng tôi không biết cái việc mà lúc nào là cái lúc mà các bà phải cho con bú. Tôi không biết những người mà sinh con ở Mỹ cái cách nó khác, cái nhịp cái sinh hoạt hoặc là cái lịch biểu nó khác, tôi không biết thế nào. Nhưng tôi nhớ khi mà tôi ở Việt Nam thì còn nhỏ, trong gia đình tôi mẹ tôi có nhiều con lắm, tôi có nhiều em lắm. Cho nên cái lúc mà bà có con mà mới sinh ra đó, cái lúc nào mà là cái lúc mà phải cho nó bú thì nhất định là phải chạy về cho nó bú. Đi cấy, đi cày, đi làm gì cũng phải về cho nó bú thôi. Như vậy thì nhiều khi tôi nghĩ rằng Kinh Thánh nói rằng không thể nào một người mẹ quên con mình, thế mà cũng có thể có người mẹ quên con mình. Và Chúa nói rằng giả sử có người mẹ quên con mình thì Chúa cũng không hề quên chúng ta. Đó là cái lời của Chúa Trời. Cho nên quý ông bà anh chị em, nếu mẹ mình khuất đi hoặc là mình không còn cái tình yêu giang chứa trong người mẹ với bao nhiêu người mẹ khác, Chúa là tình yêu của chúng ta. Ở trong Giăng 3 câu 16 Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài chết cho chúng ta, Ngài cứu chuộc chúng ta. Cho nên khi nói đến tình yêu của Chúa, Ngài chăm sóc chúng ta giống như người mẹ chăm sóc vậy. Ở trong Ê-sai đoạn 66 câu 12 chép thế này. Đúng là thì tôi trích ở trong câu số 12 và câu số 13, quý vị thấy trên bảng. Đây là cái lời Chúa nói với dân sự, những người theo Chúa, rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông và mơn trớn trên đầu gối. Tức là cái hình ảnh của một người mẹ
chăm sóc và đùa giỡn với con mình. Tức là được cho đứa con bú, được ẩm trên hông, tức là một cái cách bồng ẩm con mình, và mơn trớn trên đầu gối, tức là nó ngồi nó chơi giỡn với nó ở trên đầu gối của mình. Chúa nói rằng Chúa sẽ đối xử với chúng ta như tình mẹ đối với con như vậy. Và phần sau của câu Kinh Thánh đó rằng ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con. Như tình yêu của mẹ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của chính Ngài để chúng ta được ẩm bồng, được mơn trớn, để được an ủi giữa cuộc đời đầy những đau đớn, đầy những cay đắng và tang thương. Cho nên quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta có thể hưởng nhận tình yêu của Chúa khi chúng ta tiếp nhận Ngài. Tôi ước ao rằng tất cả trong phòng nhóm của chúng ta, mọi người đều có thể nếm tình yêu của Chúa như cuộc đời quý vị đã nếm tình yêu người mẹ. Nhưng nếu trong phòng nhóm của chúng ta có người nào chưa cơ hội tiếp nhận Chúa, và đó là cái điều chúng ta phải làm, hãy tiếp nhận Chúa để chúng ta có được cái tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta. Khi tôi đọc lại điều này, tôi học điều này, tôi thấy thế này quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta có nhiều người, chúng ta có thể có tiền bạc, chúng ta có thể học thức, chúng ta có thể giàu sang, chúng ta có thể địa vị, chúng ta có thể tiếng tăm bao nhiêu, nhưng mà cuộc đời của chúng ta cái ý nghĩa lớn lao đó là tình yêu thương. Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời chảy qua mẹ của chúng ta và chảy trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta có tất cả, chúng ta thiếu tình yêu thương của mẹ, thiếu tình yêu thương của Chúa, chúng ta mất tất cả. Cho nên xin Chúa dạy chúng ta trong buổi chiều hôm nay rằng người mẹ là một cái món quà quý báu, phước hạnh rất lớn Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên tôi kết luận và nói với các bà mẹ điều này, hãy bảo vệ con mình bằng đức tin, bằng sự cầu nguyện của quý vị, bằng chính sự dạy dỗ lời Chúa cho chúng nó, và bằng chính đời sống gương mẫu của các bà. Tôi nói điều này với các con, hãy nghĩ đến mẹ mình, hãy yêu thương người mẹ mình, hãy nói lời biết ơn, hãy bày tỏ lòng biết ơn, hãy sống một cuộc đời biết ơn, hãy sống như thế nào để khi mẹ mình nhìn thấy mình, biết cuộc sống của mình, bà hãnh diện vì chính mình. Tôi nói với mọi người rằng giữa cuộc đời vô thường của chúng ta, hãy hưởng nhận tình yêu của Chúa bằng chính tấm lòng của chúng ta mở ra để tiếp nhận Chúa. Cho nên nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta, và đặc biệt cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho những người mẹ trong ngày lễ Mother's Day hôm nay. Amen. Nguyện Chúa Trời ban phước cho quý vị. Chúng ta sẽ làm với nhau điều này. Thật ra nó chỉ là một cái biểu tượng, nhưng mà chúng ta muốn có một cái giây phút như thế này để nói với những người mẹ về cái lòng đức ơn của chúng ta đối với những người thế này. Bây giờ tôi ở trên này có một cái, không đem cái kia ra giùm. Tôi có một cái số hoa, chủ yếu là hoa đỏ, một số hoa trắng. It's not necessary to use the white one. Bây giờ, the kids come up here. Mấy đứa là ở ngoài hết rồi. Bây giờ thì tôi xin mời những người đứa con, the kids or the children, các con có thể đem lên tặng hoa, trên này có hoa, và có thể tặng hoa, mỗi đứa sẽ tặng hoa cho mẹ mình, một sư sẽ cầu nguyện. Ok, nếu trong trường hợp một số người ở trên này mà không có con mà ở đây, mà có chồng ở đây, please ông chồng lên tặng hoa cho mẹ của con mình. Nếu trong trường hợp không có chồng cũng không có con ở đây, thì các bạn trẻ ở trong nhà thờ nên tặng hoa cho những người đó. So, mọi người xin đến đây để có thể tặng hoa cho những người trên này. Các con, ai là người có mẹ trên này, xin đứng lên. If you have your mom here, come here and take the flower and give to them. Give them a hug and talk to them something that is special. Con có thể đứng, nhưng mà có vài người không có mẹ, không có con ở đây. So somebody help. Can you make it? Ở đây có một vài người không có con ở đây. Tôi không biết cái này, cô Búp này, cô Sum này, cô Ăn này. Các con có mẹ thì ở đây có một vài người mẹ không có con ở đây. Can you come out to give them the flower? Nói sao với mẹ? Nói sao với mẹ? Có thể đứng bên mẹ cũng được, it's okay. Mình sẽ cầu nguyện. You can stay beside your mother. It's okay, you có thể bắt đầu ông tay. Tôi chỉ kể câu chuyện đó để minh họa một vấn đề thôi. Nó rồi có
Mọi người đều có hoa rồi phải không? Tất cả các bà mẹ đều có hoa rồi phải không? Kids, you can stay beside your mom. Em chưa có hả? Ủa, con lo người khác không lo cho mẹ mình, quên mẹ mình. Bây giờ mình cùng hiệp ý với nhau một lần để cầu nguyện. Tớ mời tất cả mọi người đứng dưới, đứng lên. Chúng ta cầu nguyện cho những người mẹ rất đặc biệt hôm nay. Kids, keep quiet. Một sự cầu nguyện cho mẹ. Thực ra thì chúng ta làm thế này không phải là hình thức, một cái cách. Nhưng mà tôi ước ao rằng đây là một cái cách nhắc lại mọi người rằng những cuộc đời của các bà đó là nguồn phước cho những đứa con của mình. Có lẽ chúng ta biết, có lẽ chúng ta không, có thể chúng nó biết hay chúng nó không, nhưng đó là sự thật. Hãy xin Đức Chúa Trời ngày ban phước cho mọi người, những người đã làm nguồn phước và tiếp tục mình trở thành nguồn phước cho những người chung quanh, đặc biệt cho con, cho cháu mình. Let's pray. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về những người mẹ đứng ở trên bục giảng này. Con biết rằng cuộc đời của họ cũng có nhiều thăng trầm, có những điều chúng con biết, cũng có nhiều điều chúng con không biết. Có nhiều người trong số họ đã từng khóc thầm vì con, vì gia đình, lặn lội, đói khổ, khó khăn, nhọc nhằn. Con cảm ơn Đức Chúa Trời vì những cuộc đời này, họ đã thành nguồn phước cho những đứa con, người trong gia đình mình. Chúa ơi, chúng con không biết hết, gia đình không biết hết, những người thân không biết hết. Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng họ như những nguồn phước, xin Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Xin Chúa lao cho những người mẹ này thỏa lòng bởi vì mình đã làm được cái thiên chức mà Đức Chúa Trời đặt trong cuộc đời mình. Con cầu nguyện cho từng người, đặc biệt những người mẹ lớn tuổi. Xin Chúa an ủi những người này. Trong những lúc đơn chiếc, cô đơn, xin Chúa người khích lệ những người mẹ này. Con cầu nguyện cho những người mẹ ở trong tuổi trung niên, những người phải lo lắng trong công việc gia đình. Ôi Chúa, xin Chúa thương xót những người mẹ đó bởi vì họ không có thời giờ đủ để làm bao nhiêu việc. Cầu xin Đức Chúa Trời người thương xót thêm sức ban ơn cho những người mẹ đó. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người mẹ trẻ tập tành trong sự dạy dỗ con cái mình. Chúa ơi, mọi người chúng con đều có những cái lỗi lầm khiếm khuyết. Cầu xin Đức Chúa Trời ngài phủ che những người mẹ này, làm cho cuộc đời của họ trở thành một nguồn phước, một dòng phước chảy xuống cho con, cho cháu mình. Nguyện xin Đức Chúa Trời ngài đụng đến những cuộc đời này. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Một lần nữa con cầu nguyện cho một số những người mẹ không có mặt ở đây, những người đang nằm trên giường bệnh như bà Lâm Quang Minh và nhiều người khác đang nằm trên giường bệnh không đến được. Lạy Chúa, xin chữa lành cho họ, an ủi họ. Con cầu nguyện cho những bà mẹ ở xa, ở tại Việt Nam, ở tại nhiều nơi khác mà nhiều người con không với tới được. Lạy Chúa, xin thương xót những người mẹ đó và cho tất cả những người mẹ vui thỏa bởi vì cuộc đời mình là nguồn phước cho những người thân, cho con và cho gia đình mình. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin ban phước cho họ, xin nuôi sống họ và làm ơn cho những ngày còn lại của cuộc đời họ, cho con cái và gia đình họ. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con dâng tất cả mọi người trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.